Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Đối thoại số do Truyền hình Quốc hội Việt Nam sản xuất và phát sóng với chủ đề ngày hôm nay liên quan tới lộ trình chuyển đổi sang sổ hộ khẩu điện tử. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy rõ được những lợi ích của việc chuyển đổi số trong quản lý dân cư, tiến tới tạo ra một kho dữ liệu thông tin khổng lồ và đồng bộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Ví dụ như là cách thức triển khai, giao diện sử dụng, nền tảng công nghệ phải xây dựng như thế nào cho hiệu quả và tránh xảy ra tiêu cực. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận với chuyên gia về vấn đề này. Trước tiên, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý cho chuyên mục Nhận diện kinh tế số. Trong bối cảnh Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trên bản đồ công nghệ thế giới, cùng điều kiện cơ sở hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam hiện được đánh giá là một trong những thị trường có tốc độ phát triển nhanh nhất tại ASEAN nhờ việc tăng tốc quá trình chuyển đổi số. Hiện nay có hơn 40 doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây với sự tham gia của các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cho thấy Việt Nam đang là một thị trường sôi động và đầy tiềm năng. Nếu toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang dùng dịch vụ này thì thị trường sẽ đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc đã phát hành báo cáo xu hướng số của người tiêu dùng trên không gian mạng, điểm lại 4 xu hướng tiêu dùng nổi bật nhất của người Việt trong năm 2022, bao gồm thắt chặt chi tiêu, ưu tiên thiết yếu, cao cấp hóa, dịch chuyển số, mua sắm trực tuyến và nâng cao trải nghiệm, giá trị sống. Trong đó, xu hướng nổi bật nhất của người tiêu dùng Việt Nam trên Internet chính là mua sắm trực tuyến và thanh toán phi tiền mặt. Đặc biệt, ở đâu có người dùng số, ở đó có thương mại điện tử. Điều này thể hiện rõ sự quan tâm của người dân cho nhu cầu dịch chuyển số trong tiêu dùng, nhất là trong bối cảnh chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Theo một nghiên cứu từ tạp chí khoa học IOP, các tổ chức cho vay ngang hàng P2P lending có nguy cơ phải chịu 8 loại rủi ro từ các yếu tố ngoại cảnh và nội bộ, trong đó rủi ro tín dụng là thường gặp nhất và cũng gây tổn thất lớn nhất. Không ít những hệ lụy tiềm ẩn là tổn thất tài chính nặng nề cho chính doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Đây là mô hình kinh doanh mới được xây dựng trên ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp người đi vay với người cho vay. Đã có nhiều nền tảng hiện đại được ứng dụng thực tiễn như công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR, công nghệ định danh điện tử EKYC, tìm kiếm khuôn mặt, so sánh khuôn mặt nhằm tránh tối đa việc gian lận và giảm thiểu tổn thất về vốn. Ericsson vừa công bố các nghiên cứu mới nhất của mình liên quan đến mạng 5G. Theo đó, đến cuối năm 2028, dự báo sẽ có khoảng 5 tỷ thuê bao 5G trên toàn cầu, chiếm 55% tổng số thuê bao. Cùng với đó, phạm vi phủ sóng 5G dự kiến sẽ đạt 85%, trong khi mạng 5G dự kiến sẽ chiếm khoảng 70% lưu lượng truy cập di động và chiếm toàn bộ mức tăng trưởng lưu lượng truy cập hiện tại. Các số liệu thống kê khẳng định, 5G là thế hệ kết nối di động có quy mô phát triển nhanh nhất. Các yếu tố thúc đẩy chính bao gồm sự sẵn có kịp thời của các thiết bị từ nhiều nhà cung cấp với mức giá giảm nhanh hơn so với 4G và việc triển khai 5G sớm trên quy mô lớn tại Trung Quốc. Theo danh sách xu hướng tìm kiếm nổi bật của người Việt năm 2022 vừa được Google công bố, World Cup 2022 dẫn đầu trong các xu hướng tìm kiếm nổi bật của năm. Vị trí thứ hai thuộc về OLM, nền tảng học trực tuyến trong nước, và thứ ba là hẹn hò trốn công sở, tên một bộ phim trên nền tảng online. Theo đánh giá của Google, 2022 là năm sôi động của các giải thể thao và nội dung giải trí. Ngoài World Cup, người Việt tìm kiếm các chủ đề khác như là SEA Games 31, U23 châu Á và ngoại hạng Anh. Từ khóa đi bão vốn được dùng nhiều trong các trận thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tăng trưởng 1.400% về tìm kiếm so với năm trước đó. Trong khi đó, các từ khóa liên quan đến đại dịch dần biến mất khỏi danh sách. Thống kê cho thấy, COVID-19 từng được tìm kiếm mạnh vào cuối tháng 2, thế nhưng sau đó đã giảm hơn 1.250% kể từ tháng 5. Một số từ khóa liên quan đến các nền tảng học trực tuyến cũng tăng hồi đầu năm, nhưng hiện đã giảm đáng kể. Chú làm thủ tục gì ạ? Thay đổi cái ngày tháng sinh cho cháu. Vâng. Chú ơi, thay đổi ngày tháng sinh thì theo quy định của luật cư trú năm 2020 thì khi công dân có những thay đổi trong sổ khẩu, thay đổi dữ liệu dân cư quốc gia thì theo khoản 3 điều 38 luật cư trú, bọn cháu sẽ thu hồi cái sổ khẩu. Còn theo quy định của luật thì đến ngày 31 tháng 12 năm 2021
khi công dân là cái sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết hiệu lực. Thực tế là chúng tôi được nghe tuyên truyền về chúng ta sẽ tới đây sẽ là sổ hộ khẩu điện tử. Vâng. Thì cái sổ hộ khẩu giấy này chúng tôi rất là đồng ý, không có vấn đề gì cả. Vâng. Còn sau này mà nếu có những việc khó khăn thì tôi nên gặp các chị giúp đỡ. Sau khi được nghe phổ biến về việc thu sổ hộ khẩu giấy do có thay đổi thông tin, ông Vinh vừa đồng tình và cũng rất lo lắng. Vì với những người lớn tuổi như ông, việc sử dụng công nghệ thông tin là không dễ dàng. Đúng là cái tiếp nhận thông tin với chúng tôi về người già, nó có rất khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ cố gắng để học tập. Còn đối với những người trẻ như anh Tuấn thì rất ủng hộ việc quản lý cư dân bằng sổ hộ khẩu điện tử. Tuy nhiên, anh cũng ngại việc các dữ liệu thông tin cá nhân của mình sẽ dễ bị lộ lọt. Thực tế là nếu mà không bắt buộc thì mình cũng không muốn update quá nhiều lên mạng. Thì vẫn muốn giữ cho bản thân mình trước, bảo đảm an toàn. Thực tế, các thao tác trên cổng dịch vụ công hiện nay vẫn còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, có rất nhiều người dân như ông Vinh không biết sử dụng máy tính, nên có rất nhiều trường hợp đăng ký trực tuyến bị từ chối. Mà đăng nhập thì có những lúc là mạng lỗi. Báo cáo là có những người dân phản ánh rằng cái việc là chúng tôi đã làm cái thao tác trên dịch vụ công này cách đây 1-2 ngày rồi. Nhưng mà kiểm tra trên dữ liệu quốc gia về dân cư là trên hệ thống là chưa có. Đấy, vì vậy là sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề là cái thời gian giải quyết thủ tục. Vâng, và để cùng bàn luận với chúng ta trong một vấn đề có liên quan đến tất cả những người dân Việt Nam, đó là về sổ hộ khẩu điện tử, thì chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu luật sư Nguyễn Thế Truyền, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật Hợp Danh Thiên Thành. Vâng, xin chào Hồng Sơn, chào quý vị đang xem đài. Vâng, đầu tiên xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến luật sư Nguyễn Thế Truyền đã dành thời gian để với đối thoại số ngày hôm nay. Vâng, thưa ông, từ ngày 1/1/2023 thì các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử, hay chúng ta còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Vậy thì ông đánh giá quá trình này đang diễn ra như thế nào ạ? Đầu tiên chúng ta phải thấy một điều như này, cái quá trình chuyển đổi số của chúng ta đang diễn ra rất nhanh, rất mạnh và rất quyết liệt. Cái việc mà liên quan đến cái đề án 06, tức là gì, khi mà chúng ta đang nói câu chuyện ngày hôm nay, tức là hộ khẩu điện tử, thì đang được các bên làm việc rất rốt ráo. Cụ thể ở đây chủ trì là bên phía Bộ Công an, liên quan đến dữ liệu dân cư, rồi liên quan đến cái câu chuyện mà 20 mấy cái thủ tục buộc các bên, bộ ban ngành cùng phải, một dạng gọi là 25 cái thủ tục thiết yếu, thì liên quan đến các bộ ban ngành đều phải đưa vào, hoàn thiện làm sao. Cái mà cần nhất trong cái trước khi cái ngày 1/1/2023 sắp tới diễn ra ấy, thì những thủ tục liên quan mà có buộc phải có hộ khẩu thì đang được đề nghị là các bộ ban ngành liên quan đến vấn đề của mình phải có được cái hành lang pháp lý, cụ thể là nghị định ra để sửa đổi, xử lý luôn cái vấn đề, tức là không buộc người dân phải xuất trình những cái sổ hộ khẩu nữa, mà sẽ chuyển sang áp dụng liên quan đến cái dữ liệu dân cư, đến liên quan đến căn cước công dân có chip, rồi là có mã số định danh điện tử. Đấy, đấy là những cái mà đang tiến trình cho cái việc hộ khẩu điện tử diễn ra đang rất gần rồi. Bây giờ nó chỉ còn, nếu tính theo ngày thì nó chỉ còn vài ngày nữa thôi. Yeah. Đấy, thế cho nên là đến giờ phút này thì có nhiều cái cũng đang rút ráo vào để hoàn thiện những bước cuối cùng. Với cách thức quản lý mới như thế này, theo ông có gặp phải những khó khăn vướng mắc gì hay không, đặc biệt là trong vấn đề công nghệ hay là vấn đề đối với người sử dụng, đó là vấn đề giao diện thì có dễ sử dụng hay không? Mọi cái vấn đề khi có cái câu chuyện mà thay đổi thì luôn vấp phải một cái vấn đề cố hữu. Đầu tiên tức là thay đổi thói quen, thay đổi cái tập quán. Còn nói về mặt giao diện thì cái thế nào là một giao diện thân thiện thì nó lại tùy thuộc vào rất nhiều cái khả năng của những cái người tham gia sử dụng. Thế cho nên là hiện tại tôi cho rằng những cái mà giao diện hiện tại đang cố gắng đơn giản nhất để cho những người bình thường nhất có thể tiếp cận và nhìn thấy rõ ngay, có thể xử lý được ngay, thao tác được trực tiếp, tương tác với nó một cách nó thân thiện nhất. Đấy là một cái mà tôi cho rằng đây là một cái tiêu chí rất quan trọng khi mà chúng ta chuyển đổi từ môi trường truyền thống sang môi trường số. Bởi vì khi mà bạn buộc người ta, mọi người tất cả đều phải thay đổi thêm một cái mới, thì đầu tiên bạn phải làm sao cái vấn đề nó đơn giản đi, nhẹ nhàng nhất. Đấy, cái thứ hai là liên quan cái việc khó khăn. Thì rõ ràng ở đây chúng ta đang có rất nhiều cái khó khăn. Khó khăn lớn nhất chính là cái câu chuyện mà ngay từ lúc đầu đề ra.
đó là cái dữ liệu về Big Data, tức là cái chia sẻ dữ liệu, cái cách quản trị nó, và cái cuối cùng chúng ta lo lắng nhất chính là cái bảo mật. Vậy thì với sổ hộ khẩu điện tử thì người đâu sẽ là những yếu tố và những thông tin cần thiết nhất mà người dân cần phải lưu ý và cần phải sớm thực hiện? Trước khi để có thể gia nhập hay là chúng ta trở thành một trong những cái công dân số liên quan đến việc quản trị, liên quan đến sổ hộ khẩu điện tử, phải nhắc lại một cái ý nó như thế này. Sổ hộ khẩu không mất đi, mà chỉ quản lý từ giấy sang điện tử. Đấy, đầu tiên mọi người phải nhớ cho vấn đề như vậy, để tránh câu chuyện là kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 chúng ta sẽ không sử dụng hộ khẩu nữa. Không phải nha. Hộ khẩu giấy sang điện tử thôi. Đấy là một ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là gì? Cái việc mà để tương tác, để sử dụng thì Dũng rõ ràng như trước là phải thân thiện, phải dễ dàng. Nhưng cái quan trọng ở đây ấy, mọi người dân cần phải quan tâm. Đó là đầu tiên ấy, mọi người phải hiểu được cái khái niệm về định danh điện tử. Xong đó mọi người sẽ phải gia nhập vào cái giấy thông báo về cái việc nơi cư trú hay nơi tạm trú để làm xác nhận khai báo. Và quan trọng hơn là mọi người sẽ đăng ký cái định danh điện tử để môi trường thông tin cũng như cái căn cước có cái chip gắn điện tử, nó sẽ đọc, nó sẽ đưa hết đầy đủ các thông tin của bạn vào. Hiện tại trên cái app VNID, EID thì nó đã có cho bạn làm trực tuyến ở cái mức độ 1 rồi. Thì ngay vào đấy bạn cũng có thể khai để bạn dần dần làm quen dần với những cái giao diện, với câu chuyện và với cái môi trường mới. Thì trước khi là như vậy. Và trước khi mà chuyển sang những cái liên quan đến các ấy thì có những cái vấn đề gì giao dịch mà buộc phải cần hộ khẩu thì có lẽ lúc này có cái gì chuyển đổi được, các bạn nên hỏi các cơ quan chức năng nhờ tư vấn để chuyển đổi luôn. Còn trong một số trường hợp chẳng hạn như chưa cần thiết thì không cần, bởi vì sau này đến lúc có việc lúc đấy bạn sẽ được hướng dẫn kỹ chi tiết hơn. Và nhất là mọi người dùng quen hơn thì cái cách hướng dẫn cũng như cái cách tiếp cận nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, theo như ông vừa chia sẻ thì rõ ràng vấn đề định danh là một điều rất là quan trọng. Tuy nhiên thì theo nhiều người dân phản ánh thì việc thu thập thông tin cũng như là việc liên thông thông tin ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn gặp nhiều sai sót. Trong khi đó thì sổ hộ khẩu là rất quan trọng đối với mỗi người và được áp dụng sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Vậy thì theo ông, với cái vấn đề này nó có ảnh hưởng đến công tác quản lý sau này không ạ? Khi mà bạn chuyển sang từ một môi trường truyền thống sang một môi trường mới, sang môi trường công nghệ, chắc chắn sẽ có những sai sót. Còn nếu bạn không muốn sai sót thì bạn đừng làm gì cả. Còn đã làm thì phải sai sót. Mà không làm không được trong trường hợp này. Đã chuyển đổi số rồi, cả chính phủ, cả người dân đều phải bắt buộc. Thứ nhất, nó thuận tiện cho người dân trong công việc liên quan đến thủ tục hành chính giấy tờ. Không phải thực hiện quá nhiều bước, nhiều cửa, nhiều giấy tờ, lãng phí thời gian công sức và tiền bạc. Thứ hai, để các bộ ngành, ban ngành, cái cơ quan khi quản trị trên cái nền tảng cơ sở Big Data đó, họ sẽ có sự liên thông để tránh cái sự chồng chéo và bảo đảm tối đa cao nhất cho quyền lợi của người dân. Và cái cuối cùng ấy, thì thực ra cái việc mà khi bạn tham gia vào đó, nó mang lại lợi ích cho bạn rất nhiều. Bởi vì sao? Bạn đi đâu bạn chỉ cần một cái căn cước công dân, trong đó nó có cả bảo hiểm. Thậm chí là sau này sẽ tích hợp cả vào liên quan đến bằng lái xe, hay là như vừa rồi có một số các thử nghiệm liên quan đến việc rút tiền ATM. Tức là có nhiều thứ đã được đưa vào đó. Và thậm chí là nếu trong trường hợp thất thoát hay mất gì đó, cũng không phải ai dễ dàng có thể truy cập được hoặc là lấy được ngay. Bởi vì chỉ cần một cái điện thoại hoặc một cái ấn nút cảnh báo thì lập tức cả hệ thống nó sẽ đóng lại cho bạn, giúp cho bạn, sau đó sẽ khôi phục. Còn cái việc mà nhầm lẫn hay là thiếu sót trong quá trình thu thập dữ liệu, đây là một giai đoạn cực kỳ quan trọng của tạo lên cái Big Data. Và việc thông tin nó sẽ bị chồng lấn này, hoặc là chồng các phần vào với nhau, hoặc là sai lệch các thông tin, thì nó chẳng qua là đang cố cái môi trường số này, nó sẽ đang cố gắng khắc phục những điểm yếu mà môi trường truyền thống không làm được. Đó chẳng hạn như ở tỉnh nọ với tỉnh kia, ở ngành nọ với ngành kia, nó sẽ có những cái cách khai và cách quản trị thông tin nó chưa đồng nhất. Thì bây giờ là đưa vào môi trường chung này, sẽ quy về một mối và chung nhất một cách. Thì chắc chắn cái việc mà chúng ta đang tiếp cận và chúng ta có thể nhìn thấy hàng ngày hiện tại thì chúng ta đang thấy là có vẻ như đâu đó sẽ bị rất nhiều sai sót. Nhưng những sai sót đó là câu chuyện về lịch sử để lại. Và chúng ta buộc phải chấp nhận chuyện này, và chúng ta sẽ có những cái việc gọi là điều chỉnh
chỉnh sửa, làm sao lấy có những người chẳng hạn như bản thân tôi, cách đây mười mấy năm tôi nó phải đi làm lại toàn bộ giấy tờ của tôi để cho nó phùng trùng khớp phù hợp hết, từ bằng đại học cho đến giấy khai sinh, thậm chí là kể giấy đăng ký kết hôn, chứng minh thư cũng phải quy về một chỗ. Tức là trước đây tôi có 2-3 ngày sinh nhật đấy, thì chỉ một cái ý như vậy thôi để các bạn thấy là gì, chúng ta phối hợp để đảm bảo đầu tiên bảo vệ cho quyền lợi của chúng ta, sau đấy giúp cho cơ quan chức năng hoàn thiện nhanh nhất đấy. Để khi mà cái big data đấy nó trở thành một cái khối thống nhất tốt rồi thì chính nó sẽ bảo vệ bạn. Bởi vì sao? Bạn đi đến bất kỳ đâu hay như thế nào, bạn vẫn là bạn, bạn không bị ai có thể đánh cháo hoặc đánh cháp, hoặc là thông tin lợi ích hay là quyền lợi nghĩa vụ của bạn đến đâu nó sẽ hiện lên khá đầy đủ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Thế Truyền. Thưa quý vị, không phủ nhận những khó khăn và nỗ lực mà các cơ quan đã quyết tâm thực hiện để việc bỏ sổ hộ khẩu giấy chuyển sang quản lý cư dân bằng sổ hộ khẩu điện tử sớm đi vào cuộc sống, giảm bớt đi những phiền hà và giấy tờ cho người dân. Thực tế thì nhiều người dân đi làm thủ tục hồ sơ liên quan đến hộ khẩu, nhân khẩu vẫn chưa hài lòng. Bởi đâu đó thì vẫn còn có sự nhũng nhiễu, cố tình làm khó người dân của một bộ phận không nhỏ cán bộ hành chính được giao trách nhiệm xử lý hồ sơ. Chị T lấy chồng cuối năm 2020, nhưng do dịch bệnh nên đến cuối năm 2022, chị mới làm thủ tục nhập khẩu cho mình và con về nhà chồng. Trước khi đến làm thủ tục, chị cũng có tìm hiểu thông tin về việc nhập khẩu muộn sẽ bị phạt. Tuy nhiên, khi đến làm các thủ tục, cơ quan chức năng thông báo trường hợp của chị sẽ mất một khoản chi phí. Em cũng có hỏi là để trong trường hợp em được phạt vào ngân sách nhà nước thì là bao nhiêu tiền, thì anh ấy bảo là cái này thì nếu mà đã làm đến mỗi một hồ sơ 2 triệu rồi thì không cần nữa, anh ấy sẽ lo hết cho. Anh ấy nhờ đi hộ mình thôi. Là còn lại sau đấy thì nếu mà gia đình có nhu cầu cảm ơn hay gì thì là đấy là một phần ngoài. Vì ý của gia đình con thì thực sự bây giờ mới 1 tuổi, còn bé thì gia đình em cũng không có điều kiện, thì em có cố xin anh ấy là hỗ trợ cho nhà em, nếu không thì sẽ nộp phạt theo mức quy định nhà nước. Em có tìm hiểu trên mạng thì mức quy định ở nước chỉ phải từ 500 hơn triệu với điều kiện là con nhập khẩu muộn, chứ còn vợ nhập khẩu với chồng thì không hề có quy định nào cả. Khi đăng tải thông tin thắc mắc vấn đề trên của mình tại diễn đàn và mạng xã hội thì chị T mới biết mình không phải là trường hợp ngoại lệ. Theo các bà vợ chia sẻ, việc nhập khẩu đều phải mất một khoản chi phí bôi trơn. Và thưa quý vị, cùng quay trở lại với cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thế Truyền, chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật hợp danh Thiên Thanh. Vâng, thưa ông, qua phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi thì ông cũng đã có thể thấy được là có cái tình trạng tiêu cực ở đây. Vậy thì theo ông, những cá nhân hay tổ chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm triển khai và xử lý những vấn đề tồn tại này? Thực ra mỗi một cái hành vi tiêu cực như thế này thì luôn là cái lỗi trăn trở của rất nhiều người, ngay người dân cũng rất chỉ bức xúc, bản thân các cấp quản lý cũng không hề mong muốn. Còn việc xử lý thì ở đây chúng ta đang có luật công chức viên chức, rồi việc xử lý liên quan đến trong cái việc thi hành công vụ liên quan đến tổ chức đảng. Nó rất nhiều cái để có thể xử lý được. Tuy nhiên là nó sẽ cũng phải cá thể hóa ra, tức là làm rõ ra hành vi đến đâu, xử lý đến đâu thì sẽ xử lý đến đó. Ai sai đâu là không có vùng cấm. Đấy là nguyên tắc. Tôi tin là bây giờ mới chỉ là mới khi bắt đầu chuyển đổi thôi. Còn khi đã chuyển đổi rồi, sau nữa có một cái bước đệm rất dài, sẽ còn phải thay đổi về một cái gọi chúng ta vẫn gọi với nhau gọi là ý thức hệ trong quá trình thực thi công vụ. Gần như bây giờ chúng ta không còn con người can thiệp được vào những câu chuyện hành chính mà trước đây tưởng chừng hành là chính. Thì công nghệ, chuyển đổi số triệt tiêu những thứ đó, nó hạn chế việc con người, tiếp xúc con người. Mọi thủ tục bây giờ anh đổi bằng lái xe, anh ngồi nhà, anh thao tác trên một cái điện thoại của anh là xong. Anh truy cập vào trên bảo hiểm, anh biết anh có được bao nhiêu. Cái liên quan đến y tế cũng thế, anh sẽ biết anh có tiền sử bệnh làm sao. Các bệnh viện đều có thể khai thác và sử dụng chung. Rất 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 nhiều thứ mà trước đây chúng ta đã phải chi trả một cách rất lãng phí. Và cái lãng phí đó nó sẽ có một phần cho cái dạng kiểu như tiêu cực hay gọi tham nhũng vặt như chúng ta vừa thấy. Trước mắt thì rõ ràng chúng ta đang nghe thấy rất nhiều cái kêu ca hoặc là complain về cái vấn đề, tức là chuyển đổi số mà lại chuyển đổi từ một nửa. Tức là thủ tục thì nộp online, nhưng mà nếu như không có giấy tờ bản cứng thì không xong công việc. Đấy là câu chuyện của những thời gian vừa rồi. Thì tôi hy vọng với một cái tột cùng mong muốn của mình là gì, sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, ở đâu đó những hiện tượng
một nửa chuyển đổi như vậy sẽ được xóa bỏ. Bởi vì vừa rồi đã khá nhiều các quy định khẳng định về cái việc là không buộc phải có nộp hồ sơ bản gốc hay bản giấy nữa. Bởi vì nếu như đã chuyển sang các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính về cơ bản, chẳng hạn như liên quan đến nhân thân rất lớn về mà cái hộ khẩu này chẳng hạn, chuyển sang điện tử hết rồi, thì chẳng có lý do gì để bắt cho người dân phải nộp các giấy tờ sao y bản chính nọ kia nữa. Và đấy sẽ là một bước tiến rất lớn. Cái việc áp dụng phương thức điện tử trong việc quản lý cũng như là giải quyết những cái thủ tục thì cũng đã giúp ích rất nhiều cho người dân, và đặc biệt là chúng ta cũng giải phóng rất nhiều nguồn lực như luật sư Nguyễn Thái Truyền có chia sẻ, đúng không ạ? Thay vì việc là các luật sư bây giờ giải quyết những cái thủ tục hành chính bình thường cho người dân thì có thể là dành những cái khoảng thời gian đó để chúng ta thực hiện những cái nhiệm vụ lớn lao hơn, cao cả hơn nữa, đúng không ạ? Dạ. Tuy nhiên thì như luật sư cũng có chia sẻ thì vẫn còn có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải cải thiện. Vậy thì theo luật sư là chúng ta cần phải có những giải pháp gì để có thể triển khai một cách hiệu quả hơn việc xây dựng sổ khẩu điện tử nói riêng cũng như là với đối với hệ thống dịch vụ công quốc gia nói chung ạ? Tôi cho rằng đầu tiên đó là những cái buổi trao đổi, hay chúng ta gọi là cái tuyên truyền về truyền thông về chính cái câu chuyện này, nó càng nhiều càng phát triển tốt, thì bản thân cái sự nhận thức của người dân càng lớn, càng mạnh, càng rõ hơn về câu chuyện họ sắp tới được thụ hưởng, họ chính là đối tượng được hướng đến trong những chính sách sắp tới của Đảng và Nhà nước, thì họ sẽ từ đó họ sẽ phát sinh hay còn gọi là có nhu cầu về những chính cái dịch vụ đó bởi các mốc thời gian mà đã được quy định bởi văn bản pháp luật. Từ đó họ sẽ có những cái gọi giám sát, phản biện và lên tiếng, thậm chí yêu cầu cán bộ, cơ quan chức năng phải thực hiện theo những quy định đó nhiều hơn. Nó sẽ là một cái cách mà giúp cho sổ hộ khẩu điện tử đi vào cuộc sống một cách dễ dàng hơn, giúp cho các cơ quan chức năng hiểu biết và dễ dàng, nhẹ nhàng hơn trong việc phải đi giải thích, giúp đỡ và chuyển đổi. Nhiều lúc là đôi bên để đồng thuận thì tự nhiên mọi chuyện nó dễ hơn, nhưng một bên và dùng cái tính công vụ hay là câu chuyện của quyền lực nhà nước vào thì nó sẽ lại tạo ra những cái sự phản kháng không cần thiết. Đấy là cái đầu tiên mà tôi cho rằng là chúng ta đang làm rất tốt. Cái thứ hai đó chính là gì? Bản thân các công chức buộc phải thay đổi mình rất nhiều trong chuyện thay đổi. Nếu trước đây bạn vào làm công chức ở trong một bộ phận ở cơ quan hành pháp thì dường như công việc thủ tục hành chính nó đã chiếm hết trọn cả cuộc đời của bạn, thì bây giờ công việc đấy đã được hệ thống điện tử, hệ thống mạng, hệ thống internet, hệ thống công nghệ thông tin nó giúp rồi. Bạn không mất công việc đâu, bởi vì ra còn rất nhiều việc các bạn phải làm khác. Thế nhưng những cái việc mà bạn làm gây cho bực bội nhiều hơn, thậm chí nó làm cho bạn bị cùn nghề nhiều hơn, thì nó lại chính những cái việc mà bây giờ đã được số hóa lên. Tôi hy vọng là gì, với một cái tinh thần như vậy thì bản thân các công chức, những người mà người có thẩm quyền đang được giao, được tiếp cận và được thực hiện cái nhiệm vụ này, họ sẽ có những cái khát khao đóng góp hơn để từ đó thúc đẩy cho cái câu chuyện này nó đi vào thực tế, chứ nó không còn là các đề án nữa mà như chúng ta đang nói. Và xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Thế Truyền. Rõ ràng là những người dân đó là những người mà có lẽ là chờ đợi nhiều nhất ở những cái thay đổi trong thời gian sắp tới, đặc biệt là ngày sắp tới là mùng 1/1/2023, khi mà sổ hộ khẩu điện tử chính thức đã áp dụng, thì cũng sẽ hy vọng là sẽ giúp ích nhiều hơn nữa cho người dân, để khi mà việc giải quyết thủ tục hành chính chỉ là giải quyết thủ tục thôi, không phải là hành là chính như là luật sư có chia sẻ nữa, đúng không ạ? Dạ. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Thế Truyền đã dành thời gian đến với đối thoại số ngày hôm nay và chia sẻ những điều rất tuyệt vời. Dạ, cảm ơn Hồng Sơn, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thưa quý vị, robot giao hàng, robot hỗ trợ đi lại, robot làm việc nhà. Dường như cuộc sống của chúng ta ngày nay đã bắt đầu dần quen với sự hiện diện của những chú robot giúp việc. Nếu chưa tin vào điều này, các bạn có thể đến với một nhà hàng ở Trung Quốc để thử những món ăn do chính những chú robot chế biến. Và thông tin đáng chú ý này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty khí Việt Nam CTCP, Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đã đồng hành cùng với chương trình. Mời quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ghé thăm nhà hàng thông minh ở Nam Ninh, nơi các đầu bếp hoàn toàn là máy móc tự động thay thế sức lao động của con người. Sau khi khách hàng sử dụng điện thoại di động, quét mã QR để gọi món, nhân viên sẽ đặt các hộp nguyên liệu, gia vị vào vị trí quy định để các đầu bếp robot thực hiện quy trình nấu nướng. Trung bình, mỗi món ăn trong thực đơn của nhà hàng sẽ được đầu bếp robot nấu chín chỉ trong 3 đến 5 phút. Theo quản lý của cửa hàng, 7 đầu bếp robot cùng làm việc một lúc dưới sự trợ giúp của các thiết bị nấu nướng kỹ thuật số tiên tiến có khả năng chế biến ra đa dạng các món ăn nóng sốt, hấp dẫn, phục vụ nhiều người chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Mô hình nhà hàng này không chỉ phù hợp với khách đi theo nhóm mà còn đáp ứng nhu cầu tiết kiệm thời gian, đặc biệt đối với giới văn phòng. Những ngày gần đây, nhà hàng gần như lúc nào cũng kín chỗ do nhu cầu đặt chỗ ngày càng tăng. Nhiều thực khách tỏ ra hài lòng và thích thú với dịch vụ robot nấu ăn mà nhà hàng đang cung cấp. Tôi đã đến đây vài lần và đây quả là nhà hàng tuyệt vời, đồ ăn ở đây rất ngon. Ở đây đồ ăn nấu nhanh hơn giúp tôi tiết kiệm được khá thời gian. Việc sử dụng dịch vụ cung cấp thực phẩm tự động đã trở nên đắt khách ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID-19. Không chỉ Trung Quốc, đầu bếp robot cũng từng xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, nổi tiếng phải kể đến nhà hàng Hamburger Creator tại San Francisco của Mỹ và chuỗi cửa hàng cà phê Dancom Coffee tại Hàn Quốc.